Vâng, anh Hôm nay có vâng vẻ có gì khác khác à? có bị nhiền miệng anh Nhân việc á? ạ. Nhân việc á là vợ lại cắn cho. Vâng. Bị nhiền anh ạ, dạo này kiểu ăn ăn uống kém ấy nên là nó bị nhiền nhiền ở chỗ này, này. Đau. Nhiệt là lên lên lại bôi cái gì trắng trắng như thế. Có cái thuốc mua vào để xem có đỡ được không ấy. Vâng. Thế này tối về hôn hôn vợ thì hôn kiểu gì? Hôn một cái bên à? này không không hôn đấy Không hôn nữa. rồi. Thế này là không không hôn đấy, Không hôn được nữa, mỗi người một giường mỗi người một giường thôi á? ấy. Ôi trời ơi, không hôn được thì không hôn, thế mình cũng phải ngủ giường chung chứ, như thế thì dễ giận nhau lắm. Hôm nay thì đúng nha, nhiệt chỗ nào không nhiệt, nhiệt đúng cái đấy đến bờ môi thế Cái đều này gọi là hả bị phồng ra rồi. phồng ra. Thế thì còn ăn cháo được không? Cái này ăn cháo Ăn rồi. Còn đẹp cơn nữa. hôm nay tự nhiên thấy là lạ, nói thì cứ thấy ngượng ngượng kiểu gì, hóa ra lại gọi là bị sứt mùi. Vâng. nhưng mà khai thật đi, có nhiệt không hay là vợ lại cắn cho? Nhìn anh ạ, nhìn bị mấy chỗ luôn đấy, Mấy chỗ luôn á? vâng. Thế trong miệng có bị không? Trong ở trong không bị, bị ở chỗ ở trong này cũng bị một tí, bị hay 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 nón ở trong với lại Ở ở trong miệng ngoài. á? vâng vâng Thế thì lấy cái C hay là cái ấy mát mát để uống. Có à khi kiểu như là mình ăn uống nó không điều độ, với lại vâng nó bị nóng trong người, mùa nóng này nó vâng hay bị nhiệt mồm nhiệt miệng mà. vâng Nhưng mà nhiệt đâu không nhiệt, là nhiệt đúng bên ngoài thế nhiều đều. như thế đau quá này. Và Đó. ăn kia cơm gạo thì không sao cả nha, ăn cái mì mén, có cái hạt cơm, cái hạt mì mén vào trong này rất đau rát luôn. Kiểu Vâng nó cà vào à, đúng rồi, nó nhét vào à? đúng rồi, nó nhét vào ấy. Cái này lâu lắm, nhưng mà vâng vâng nhiệt này hơi lâu luôn. vâng Xuân Thiệu cũng chào mọi người nhé. Hai anh em hiện tại đang có mặt tại Hùng Mép Vực của bác nhé. Hôm nay thì hai anh em vào chỗ gia đình nhà em Pài Mép Vực của bác ạ. Hôm nay hai anh em vào thăm lại gia đình, cũng lâu lâu rồi hai anh em chưa vào đây, nên là hôm nay tiếp tục vào với những cái món quà rất là lớn của các cô chú bác có gửi tặng cho gia đình em Pà Mép Vực của bác ạ. Cái phần quà này là của cô chú Vân ở bên Mỹ của bác nhé. Cô chú Vân ở bên Mỹ thì trước cũng có gửi cho tổng là 600 đô, là 13 triệu 980 ngàn. Thì cô cũng dành tặng rất nhiều những cái hoàn cảnh khác nhau. Trong đó thì có 1 triệu dành tặng cho gia đình em Pà Mép Vực, mua gạo và đồ nhu yếu phẩm. Thì hôm nay Xuân Thiệu vào đây thì cũng mang vào đây một cái phần quà trị giá là 500 ngàn rồi các bác ạ. Gồm một bao gạo, đồ nhu yếu phẩm và thực phẩm như là cá khô nữa, để cho gia đình có được ít gạo dùng vào cái mùa giáp hạt này các bác nhé. Mùa này thì ở Mép Vực thì ngô bà con cũng gần như là được thu rồi. Đấy, những cái cây ngô gieo trước, trồng trước thì cũng đã khô mo rồi ấy. Bây giờ cũng gần được thu rồi. Đó, cũng rất là mừng, rất là vui khi có những cái phần quà vào trao tặng cho gia đình em Pà Mép Vực vào cái thời điểm mà khó khăn đói ăn vào cái mùa giáp hạt này các bác nhé. Cũng xin được cảm ơn cô chú Vân rất là nhiều. Cũng xin được chúc gia đình cô luôn thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc nữa. Đấy, bây giờ thì cũng mời mọi người, mời cô chú Vân cùng theo hai anh em để xuống dưới nhà em Pà Mép Vực trao lại cái phần quà của cô chú cho gia đình, để cho gia đình được vui các bác nhé. Bây giờ mình đi thôi Nói như là ngượng ngượng ấy nhỉ. Anh nghe có vẻ như là nghe nó khác khác từ nãy giờ, đâu không để anh. ý. Nói không gọi là hai cái miệng nó không được chạm vào nhau. Nghĩa là bờ môi bên dưới vẫn phải đứng im, bờ môi bên trên chỉ mấp máy thôi đúng không? Hôm nay nói là khả năng cô bác phải có nghe một tí. Mong cô bác cũng thông cảm một tí. Sân mồm sân miệng mất Và rồi. hay là do mình nói nhiều quá. chả biết nữa. cũng bị làm sao cũng nên nhỉ. Vâng, Bây giờ anh em mình đi thôi. Bị từ hôm nào rồi, bị nhìn miệng thế rồi? bị từ 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 hôm qua rồi, nhưng hôm qua bị bế hơi nên là hôm qua thì vẫn nói được rõ hơn, Hôm có nay hôm nay thì nghe nói ngọng hơn à? và hôm nay thì gọi là không môi trên và môi dưới không đồng chạm vào nhau nữa. Môi trên và môi dưới không khớp nhau nữa Và không khớp nhau nữa. Nó bị lệch đi một bên này. Cái này không dặn vợ vợ không biết thì làm thế nào? Nếu mà không ra vợ không biết thì cứ nghĩ là mình đi cắm nhau ở đâu ấy. Cứ đi cắm nhau ở đâu? Vợ đương nhiên vợ là hai em cứ đi suốt ngày, trong tối về lại hết sất hết môi như thế thì vợ lại bảo là đi bị cô nào cắn cho thì làm Đúng, thế nào? đúng rồi. Không biết giải thích kiểu gì. Và Thế vợ biết chưa? cũng khó giải thích ấy. Nhưng mà vợ biết chưa? Vợ thì hôm qua không nhìn thấy là biết rồi. Nhìn thấy là biết rồi hả? Vâng. Thế có hỏi gì không? Lúc 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 qua đầu thì bảo là không tin, nên là về sau em mới bảo là không không tin thì lấy cái đèn về mà soi xem là có phải không,
vậy mới lấy cái đèn pin về soi thì mới biết là đúng là nhìn miệng thật đấy. À. Vừa lấy đèn pin về soi và soi là mới như tin là nhìn miệng thật à? Vâng. Dồ, cái này kể ra cũng nhiều cái cũng khó giải thích lắm nhỉ. Không phải phải giải thích từng ly từng tí mò mới biết được đấy. Hay ra, vâng. Cái này thì cũng gay nhỉ. Không, ý là vậy cũng không phát hiện ra, nhưng mà do là em cứ nói như thế này. Nói kiểu như là môi trên môi dưới không khớp nhau, là nói là không tròn tiếng đúng không? Đúng rồi, không khớp nhau, không tròn tiếng đấy. Tự dưng là vợ thấy là lạ. Và vợ bảo là hôm nay ăn nhầm cái gì mà nói vậy. À? Vợ bảo ăn nhầm cái gì á? Vâng. Ây da. Vợ bảo là ăn nhầm cái gì hôm nay nói thế là lạ. Vâng. Cái này kể ra cũng gay ấy nhỉ. Vợ em gì có hay ghen không? Em cũng không ghen đâu mà. Không ghen. Không ghen mới giải thích lên giải thích xuống rồi không chưa tin thôi nhỉ. Vâng. Kể ra cũng gay. Cũng có phải giải thích cậu không là cứ khó mà tin được. À. Về với cả mồm này. Vâng. Là vỡ mồm rồi. Khả năng là hôm nay mọi người sẽ thông cảm cho em gì à? Nói không được không được tròn tiếng lắm. Vâng, không khóc khớp rồi. Không khớp. Thế là như thế là khắc ngủ luôn, không thèm ngủ cùng nữa. Vâng, mỗi người ngủ một góc. Mỗi người ngủ một góc. Vâng. Thế là mất chung một giường chứ? Vâng. Vẫn không. Ngủ dưới đất luôn đấy. Ngủ dưới đất. Vâng. Ấy dù. Vâng. Vậy bảo là nói gì thế khó nghe quá. À, đó khó nghe. Vâng. Vợ đuổi luôn à? Vâng. Ấy, gai to thế này. Vâng. Hay là khác ngủ dưới đất hay vợ đuổi? Lúc qua đầu thì vợ không tin, vợ cứ bảo là chắc là anh mày đi đi xuống như thế này chắc là có vấn đề gì ấy. À. Thì em mới bảo là không tin thì cứ lấy đèn pin về mà soi. Ấy thì là thế là vợ soi thật. Mới lấy cái đèn pin về soi đúng thật là nhầm miệng. Lúc đấy vợ mới bảo là thế thì lên giường mà ngủ đi. Thế là lúc đấy Phật ý không chào lên giường nha. Cũng lên lúc đấy mới lên đấy. Lúc đấy mới lên hả? Và lúc đấy mới lên. À lúc gọi là vợ không tin thì cứ nằm đất thôi. Đúng rồi, nằm đất. Ấy dù, cái này tự cao thế. Không là lên giường là vợ đặt cho đấy. Sợ là lên vợ là vợ đạp cho. Đúng rồi. Lại còn thế nữa. Đạp cho thật đấy. Đạp cho thật á? Dạ. Thế từ trước giờ đã đạp lần nào chưa? Cũng chưa đạp, nhưng mà hôm qua là bị đau một phát rồi. Hôm qua bị đau một phát á? Ấy dù. Ô. Ê, cháu. Hả? Ăn cơm chưa? Hả? Ăn cơm chưa? Nó bảo là? Nó hả? Ăn rồi. Thế ở nhà một mình có ai không? Chờ thử nhé chứ. Chúng mình này hả? Không có ai nữa rồi. Không có ai nữa? Có cháu. Có mấy anh em ở nhà hả? Cho nên mấy tuổi nhá. Hôm qua là bị vợ đạp. Đấy. Hôm qua là bị vợ đạp cho. Vâng. Bị vợ đạp cho. Bảo là không cho nó ngồi lên giường đấy. Thế gầy to nhỉ. Thì, với mồm miệng em giải thích không được, vợ lại còn đạp chó bắt ngủ đất thế này. Em hôm qua định tính là ngủ dưới đất cả đêm đấy. Thế về sau vợ lại dỗ lên giường à? Vâng, hôm qua thì vợ xem thì đúng là... Đúng là nhiệt thật. Đúng là nhiệt thật. Đấy là anh em còn đường chính chính đấy. Còn đi vào ban ngày ấy, nếu mà đi vào ban đêm thì không hiểu kiểu gì nữa nhỉ. Nếu mà anh em toàn đi vào ban đêm thì đúng là làm gì rồi chắc là... gặp hạn. Vâng. Đi vào ban đêm thì chắc là đi... chắc là em gì đi làm ngừa rừng luôn. Ngừa người rừng. Không dám cảm về nữa. Vâng. Không dám về đấy. Đấy gầy nhỉ. Như thế vợ mới hả? Vợ mới là chủ, vợ mới là nóc nhà. Thế là đội vợ lên làm nóc nhà là tốt nhỉ. Nhưng mà nhà, cái gì cái cũng phải nhà là phải có nóc. Cũng phải giải thích cho vợ hiểu tí, anh em mình đi làm đây không phải là đi làm những cái nọ cái kia, có những cái công việc chính đáng, cái công việc tốt thì không có cái gì cả. Vâng. Khả năng là vợ sợ mất anh dì đẹp trai thế. Vâng. Cơ bản là về lại sức mồm, sức mồm sức miệng đông ra. Đông ra là cái độ tin tưởng nó không cao phải chưa? Vâng, bảo là anh mình đi thế này thì đi là phải đi giúp bà con chứ không được đi linh tinh. Để bà bảo thế. Vâng. Không được đi giúp linh tinh. Không, kể là bảo là đi giúp bà con rồi chứ không được đi linh tinh. Sợ gọi là sợ anh gì đi linh tinh à? Khả năng là nghi ngờ cao như thế là mới điều tra đến nơi đến chốn đấy. Vâng, bảo là nếu mà đi giúp bà con rồi là đi tham hoàn cảnh, đi tham bà con như vậy là
À, tốt rồi, nhưng mà đừng có là đi, đừng có anh em mình, đừng có đi cho ly tinh là vợ không tin á. Vợ không tin. Vâng. Cái này thì đúng nha. Thì cái thôi về động viên vợ, mới lại giải thích cho vợ rõ tí. Anh em đi toàn đi ngày, đâu có đi đêm bao giờ đâu mà cứ phải nghi ngờ làm cái gì. Vâng. Ôi, đây gọi là chưa nè. Hả? Anh em mình cứ mày nói chuyện đến lúc đã đến nhà. À, đến nhà em phà rồi. Vâng. Ồ. Nói chị ta. Ê. Hả? Thế trong à? Ừ. Trong nhà hơi tối hả? À, xin chao. Ừ, đã chào. lấy ngô về luộc rồi. Ừ, đây này ngô non. À, bóc cửa chín nọ. Hả? Lên để bóc cửa chín nọ. À, lấy ngô về để luộc ăn thôi. Ngô về luộc á? À, có mỗi hai mẹ con ở nhà thôi. Ừ. Chứ nãy tụi nhá chế à? Ừ. Thế em hờ đâu? Hờ đi. Mình chết tả. Đi lấy củ à? Đi lấy củ vậy? Vâng. À. Ôi, nó khó nhỉ hả chị? Con bà. Cái gì đấy? Con đà đây đó. Cái này là cái như thế này. Dạ gì à? Đấy, em gì à? Em gì à? Vẫn còn muốn thổi kìa. Mình hỏi gì à? Khó là hơi một phần là tế mà ô hùn thì lòi á. À, cái này là cái gọi em hờ về ấy. À. Bảo là em hờ đi làm nưa xa xa thì lấy cái này về gọi á? Lấy cái này về gọi. Ồ. Vâng. Tế một nằm ô hùn á. cái đấy thì gọi kiểu gì, gọi anh hờ về kiểu gì? À, cái này em bảo là cái này một lần ấy em hờ đi làm nưa thì em bảo lấy cái này gọi chồng về. Ờ. Ô đi chán gọi thế nào? Chưa gọi kiểu gì? Ô đi chán. Không còn lo. Bảo là gọi về là gọi như thế này đấy. Gọi thế nào? À. Ờ đi á. Hết đi thế. Không nói chết được đâu nữa. Ô đi à. À, cái này có cái này cả là nó rõ xa hơn đó. Cái này có khi là đúng rồi, cái này nó sẽ gọi là đi thả vào tay luôn đấy. Nó thành cái loa phải không? Nó thành cái loa. Trời ơi. Đây đúng rồi. À, em bà có cái quả này giống như mình xem phim ở trong phim ấy, mà có cái bộ canh gác ở cổng ấy. Có khi dạt đến thì gọi như vậy. Cái đấy là thổi kêu như dạt tu va chứ. Đúng rồi, tu va. Cái này thổi không kêu thì em bà là gọi thôi. Mọi lần là cứ gọi như thế là chồng nghe tiếng là chồng về à? Thật sự là mỗi lần đi huấn thì mà nó nói tiếng đó. À, gọi là từ lúc có cái này gọi em hồi là sẽ nghe rõ hơn. Được cái quả chất đấy. Cũng khá nặng anh ạ. Có khi là cái đồ cổ. Đồ cổ á? Cái này là kiểu như cái loa kèn. Cái loa kèn. Loa kèn. Không biết là nhặt ở đâu về chơi bài mang về gọi chồng như thế. Cái này thì nó phải thổi kêu tu tu cơ. Đúng rồi. Đúng kiểu. Rồi đấy, để đây để em bà là được gọi chồng tiếp. À. Nhưng mà chồng đi đâu lại gọi xem là chồng có về không? Mùa chết áo gì đấy, chết đấy hả? Ồ, ấy à, em vợ bảo là lần này thì chồng đi xa cổ núi, đằng sau cổ núi rồi, không nghe thế nữa. Một lần thì gọi thì ở giữa này thôi. Ngay đấy thì là gọi được. Vâng. Tụi mẹ đi rồng á, chết bố này. Chết bố rồng á. Cháu dạo này còn bị làm sao không? Đây, khỏi hết rồi anh ạ. Khỏi hết rồi hả? Tay, em bà bảo là cháu hay... bây giờ nghỉ ngợi rồi. Nhưng mà dạo này có vẻ là càng ngày càng gầy đi thế. Đâu quay về xem nào. Cái mặt tóp tép hết rồi. Bây giờ nên đi chơi hát gì vừa gì á. Chả nên là cảm ơn tụi mẹ chứ mẹ. Thầy bảo là dạo này cháu gầy như thế này có phải là hai vợ chồng có vấn đề gì không? Có khi lại tò tê một đứa đấy. Cả thật đấy, không phải đùa đâu. Thật mà ở trên này nhiều là vợ chồng trẻ không có kế hoạch là đã gọi là 3-4 tháng là đã gọi là gọi lại gọi là lại nhâm nhi ấy. Một đứa đang cõng một đứa ở trong bụng rồi. Đấy. 3-4 tháng là có khi là các chị em phụ nữ là cũng hay là không tránh khỏi. Bây giờ kiểu như là ăn ti càng ngày nó mà đã như thế là nó càng ít ti đi. Đúng rồi. Cái này thì phải từ từ nhá, không phải là cứ ấy tí lại một đứa nó ra nữa là lại khổ con. Nên thế. Là con đang gầy thế này. Nên thế cho mang với tụi mèo. Mua tụi đi nhớ. Hả?
con ngày đi mà mình nhìn thấy mẹ cũng gầy gầy đi hay sao ấy, sao hết cả như thế này là rất rất khả nghi ấy. Rất khả nghi. Anh gì à, có vẻ là kinh nghiệm lắm về vấn đề này nhỉ. Nhưng mà cũng không được đâu, cái này cũng tình trạng là cũng phải thật đấy. Không như thế này là... như thế này do là nếu mà thật sự thì rất là khổ ở hai cái vấn đề này, thứ nhất là con và thứ hai là mẹ nữa, cả mẹ và đúng con rồi. Luôn bây giờ con là chứ gì đã như thế này, thứ nhất là con, thứ hai mẹ. Bây giờ ví dụ con nhỏ này mà mẹ đã có rồi thì là con sẽ không có sữa nữa. Đúng, con không có sữa. Hai vợ chồng phải lưu ý cái vấn đề này nhá, đi kế hoạch đi, đi đặt vòng hay là đi uống thuốc đi. Tôi mới mẹ ấy biết cửa đấy à, hay cái gia ninh hay ra cửa mẹ mẹ có thì mà chỉ cho chỉ cho mà nhóc này sẽ ok. Phải mua một đáp không? Ở trên này thì nói chung là tuyên truyền như anh mình hiện tại thì bà con rất chi là ngại. Còn em gì thì em gì sẽ gọi là tuyên truyền thả vào vấn đề luôn chứ thì bà con mới hiểu được ấy. Bây giờ nói nhiều khi bà con còn chưa tiếp xúc nhiều nên khi mình nói những cái vấn đề nhạy cảm mà con cứ có vẻ cứ rất là e ngại luôn. Đúng rồi, nên là ngại thì mình muốn phải nói. Đúng rồi, ngại mình có phải nói để có tránh được anh ạ. Còn để cho bà con phòng tránh được. Ví dụ như em bà này vợ chồng trẻ bây giờ hiện tại con còn nhóc nhóc con này, nhớ đâu nó lại xảy ra cái ngoài ý muốn lại vỡ kế hoạch thì lại khổ cháu thôi. Em mới bảo em bà là con nhỏ thế này thì tất nhất là không cho em hờ ở gần với lại vợ ấy. Tách ra như thế nào thì như thế đấy, nhưng mà cũng phải gọi là cách một cái khổ nào đó ấy. Cái chuyện tách không tách thì nó khó, nhưng mà tốt nhất là đi đặt vòng đi. Đi đặt vòng chưa, như em bà đi đặt vòng chưa? Vẫn nó chưa đấy, vẫn nó chưa. No. Nói. Nhớ đa vòng mà chỉ ta đa nữa. Chỉ ta đa vòng à? Uống thuốc thôi. Uống thuốc á? Uống thuốc như thế này thì nếu mà không biết cái thời gian thì cũng gọi là nguy hiểm đấy. Đúng rồi. Uống thuốc phải uống theo các bác sĩ người ta bán thuốc cho chỉ dẫn. Không tốt nhất thì bảo em hờ bảo là đưa hai vợ chồng đưa nhau đi đặt vòng đi để cho có kế hoạch rõ ràng một chút. Bây giờ một cái gia đình mình còn khó khăn vất vả như vậy, mình mới lại con còn nhỏ như vậy, không nên là cứ liền tù tì như thế là khổ lắm. Chỉ cho giờ nếu mà đa vòng á. Đã không ạ? Thông mẹ chỉnh mẹ cô à? Mẹ cô đó. Đấy. Đấy. Chỉ mong nó chỉ thăm ai nhiều. Tù mẹ mẹ, tù phá mẹ mô nó lại cho nhau xí sao rồi. Ừ đúng rồi, em gái là. Mẹ cũng hỏi là thế em gái hôm nay đi đâu không thấy. Thì em bảo là lên chơi với các cháu ở trên này. Do là một nơi ở giữa này thì không có các cháu đến nhà chơi, thì tự là em gái lên trên đấy chơi với các em các cháu. Ở nhà mãi cũng chán. Thôi các em còn nhỏ thì cho em tự tìm đi mà chơi với các cháu thôi, chơi với nhau cho nó vui. Thế bây giờ em gái này sang cái buồng như này ngủ à? Ôi, ôi chào mốt khoan đi. Khoan đi, mốt ôi chị đi gì nào? Hả? Khó tăng mà tao tăng. Tao á? Có khi lại có em hợp có vợ thứ hai chứ. rồi. Cái buồng này. Cái giường nó cũng rất là đơn sơ thôi. Quay tạm bằng cái buồng. Bây giờ có em nữa thì cái gì cái cũng phải ý tứ một tí mới được chứ nhỉ. Thế hai vợ chồng dạo này còn đi bắt con bộ hung về để mà bán. Là đi nếp của muốn té muốn té đi lộn à? Ồ, hao nó chưa? Hết cơm rồi. Còn một tí nữa. Thưa cái này thì nữa em hờ là về lấy cái gì mà ăn. Ô, cái này canh gì đây? Con này là cô đó chứ? Có con cay nè. Con cay á? Cái gọi là cái nước thịt, nước cá nhưng mà không thấy có cái gì ở trong. Không thấy gì trong á? Vâng. Hay là bóp nát ra rồi? Có khi là hết sạch. Hết sạch. Yên chỉ có ôm một tàu tàu hát à? Ủa nhé, anh chịu à? Tí nữa bảo là vợ có nấu cơm đỡ chồng đi làm về. Em gì nói như thế? Em bà nói nghe có được không? Có hiểu không? Ê, ông nó không thả lồn nên nó bố mạnh. Mạnh mà.
bảo là sao dạo này thấy nói khắc khắc lạ lạ đấy, nói không được tròn tiếng, nhiều khi nói lại không hiểu ra. Đúng rồi. Nên là vừa nãy bảo em bà cứ để ý suốt, cứ để ý suốt. Anh gì hôm nay là bị vớ mồm rồi. Bốn điểm tàu à? Bảo là bị vợ đấm cho. Bảo là úi thật đó. Thế em bà đã bao giờ đấm anh hờ vỡ mồm như thế chưa? Vỡ mồm rồi, toàn đầu là hơi bắt nhặt khí đi. Chưa là chưa. Chưa. Đấy, có cái anh hờ hư bảo không nghe phải đấm cho như thế. Ở từ khi chìm lòng đầu anh thấy, anh thấy u, anh thấy u. Có khi anh mình nói thế với lại học theo thế đấy. Học theo là cho anh hơi. Sao chưa? Chỉ mò 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 bị ốm thôi. Mò mò sang nhau đúng rồi. Mò mò thôi chứ không làm theo như thế đấy nha. Anh hợp lại có cái quả đen đen là không được đấy. Thôi chiều thế thôi. Không phải anh không phải đâu. Anh kho đi mò mò thế rồi. Chó này bị ốm rồi. lại khuyên bảo em lại thực hành thật thì đúng rồi. Thôi về đây để anh trao cho cái món quà này. Thế giờ này vợ chồng còn cái gì ăn không? Đã lấy ngô non về luộc rồi à? Nè, thì đi chúng ăn chín nọ đó cháy. Chúng ăn. Lo đi. Lo đi quá. Cho chín giờ đây mua kho sâu được. Ở trong kia có cả cá khô nữa nhá. Cá khô mắm muối mình chính với lại dầu ăn với lại nói chung là những cái đồ nhu yếu phẩm dùng hàng ngày đầy đủ, có cả xà phòng giặt nữa nhé. Cái món quà này là của cô chú Vân ở bên Mỹ nhé, có dành tặng cho gia đình nhé, trị giá là 500.000. Cô chú cũng có dành tặng gia đình mình là 1.000.000 dùng để mua gạo và đồ nhu yếu phẩm. Thì hôm nay anh vào đây anh đã mua cái phần quà này hết 500.000 rồi, còn lại 500.000 nữa để lần sau anh vào anh sẽ mua tiếp nhé cho gia đình. Anh hỏi tôi là tôi này à, mua được xin giờ tiếp tục phỏng vấn nhất là mì cô. Nếu tại học số đi hoàn chế, cho mình chỉ đi hoàn chế thôi là nó tao nó. Anh nhớ nào mình cứu tế, tụ xin giải tiếp được phao vân. Ủa đi đâu chẳng hả? Mỗi này không nên lão hả? Nói gì hả? Lý cháu tụ nên lão nế. Ồ, nếu thì chạy yu à, mình chế thế à, mình thu anh chế mấy chạy tụ bế nó chỉ tì nế yào. Nhưng mình chỉ mua chỉ nọ hả? Ờ, chỉ mua chỉ nọ, nếu phí làm một chút, mình không chế tế lão lắm. Em phải, không à? Rất là cảm ơn đến cô chú Vân ở bên Mỹ rất là nhiều. Hôm nay thì anh Hờ không ở nhà rồi, bây giờ có cái phần quà như vậy thì rất là thiết thực cho gia đình. Bây giờ gia đình cũng không có ăn rồi, lấy cái ngon non về để luộc mà ăn thôi. Đấy, nên là em phải cũng rất là cảm ơn cô chú. Cũng rất là quý giá vào cái thời điểm là nhà đang giáp hạt của bác ạ. Đấy, bây giờ thì hoặc là nhà đã không có mèn mén nữa, nên là bây giờ cứ toàn đi lấy cái ngô về để luộc ăn thôi. Nếu muốn tao cứ chết là hắn rồi. Hoặc là đi vì xem bắt nào có luộc được ấy thì sẽ đi lấy về để luộc ăn thôi. Vâng. Mới cho nó đắp sao á? Tao đã nên nhà có xây tao học đi. Kể là vợ chồng ấy thì kia nưa thì chồng muộn hơn mọi người, thế nên là bây giờ mới gọi là luộc ăn được thôi, chưa hả già lắm. Vâng, chưa làm mềm mén được. Tội nhỉ, bây giờ đã lấy về ăn như vậy, ít nữa ra thì đến mùa người ta làm mềm mén thì mình cũng cái đường ngô hết đi rồi thì còn đâu ra nữa mà làm mềm mén bây giờ. Đúng rồi anh ạ, bởi vì là bà con ấy thì cũng xin chia sẻ thật sự với mọi người là cái mùa này là mùa giáp hạt, nên là trồng nếu mà bà con nào trồng muộn thì gọi là đã không chưa được làm mềm mén và cũng gọi là đi lấy về để luộc ăn rồi là làm bánh ấy, làm bánh tẻ, làm bánh kiểu là bánh ngon non ấy. Đấy, làm như vậy ăn thì bà con cứ ăn dần dần vào những cái tháng này thì đến những cái lúc mà thu hoạch thì gọi là đã không có gì để thu hoạch về nữa rồi. Đấy thì gọi là săn na đã không chắc có lẽ là sẽ không có gì để ăn. Đấy. Ăn cái kiểu làm bánh như vậy nó rất là hao. Rất là hao, rất là tốn nhiều anh ạ. Vâng. Thế nhưng mà không có thì vẫn phải lấy về ăn thôi. Vâng, bởi vì là ngoài cái đấy ra thì không có cái gì nữa. Nên là phải bắt buộc là phải ăn như vậy. Cái nguồn lương thực chính của bà con chính là cây ngô của bà. Nên là những cái bao gạo, những cái ít nhu yếu phẩm, thực phẩm của cô chú Vân có dành tặng cho gia đình vào cái thời điểm giáp hạt này cũng rất là thiết thực của bác nhá. Cũng xin được cảm ơn cô chú rất là nhiều. Đó, một cái phần quà dành cho gia đình cháu bà mép vực để cho cháu nhỏ hoặc là có ít miếng cơm, miếng cháo để mà ăn của bác nhá.
Còn nếu không như cháu ấy, đợt trước vào thì còn thấy mụ mấm càng ngày càng thấy gầy đét đi như thế này, cả mẹ cả con nữa. Không biết là mấy ngày vừa rồi sinh hoạt ra sao nữa. Vâng. Càng ngày càng thấy gầy đi. Vâng. Gia đình em bà mấy vực này. Thôi em cứ mang lên trên kia cho em. Em mình chả. Ở trong kia có một túm cá khô nhá, hơn một cân cá khô nhá. Thôi mày mày ăn chế đi nhá. Lấy về rán ăn. Nhưng lấy về tí nữa lấy về nấu để anh Hờ về thì anh Hờ có cái ăn luôn, không nghe đói. Có chỗ này chỉ cho nên chỉ tao nào. Cái này gạo kia để đây một tí nói cho anh Hờ nhé. Anh chịu đồ hân không hả? Để nhau có bác cái nhà em Hờ này. Nói chung là để mà ở đây thì cứ ở thôi, nhưng mà mọi phía nó đều chung cấp hết rồi các bác ạ. Những cái mái rồi vòng quanh nhà. Bây giờ để mà kiên cố thì cũng không thể kiên cố nổi rồi. Nhưng mà không có điều kiện, không có khả năng để mà sang sửa cho nó được kiên cố ấy, nên là hai vợ chồng trẻ bây giờ cũng ở tạm cái ngôi nhà như vậy thôi. Đó, cũng rất là khó khăn cho gia đình, bữa no thì bữa đói thì vẫn còn lo. Bây giờ hiện tại đã đi lấy cái ngô ở nương gọi là dùng tạm được, mang về làm bánh để ăn dần rồi. Thế ít nữa ra thì không hiểu là, không biết là còn cả một cái năm lương thực nữa, không biết là gia đình trồng chéo kiểu gì nữa. Vâng, bây giờ thì anh ạ nói thật sự là để cái lúc thu hoạch ấy, mình vào đây thì mình mới biết và mới nhìn thấy thực sự là cái thu hoạch của bà có về được cái thành quả là nó nhiều như thế nào. Thật sự là chắc có lẽ là năm nay cái thành quả của bà con sẽ gọi là không được như mong muốn. Đấy. Hôm nay cơ bản là thời tiết nó khô hạn cái vâng. Nhiều quá. anh Hờ đi lau chưa? Lau còn tê đó chứ tao thế à? Muốn tao ít khó khăn đấy thôi hả? Ôi, thế mà không bảo là đi khá lâu rồi. Khá lâu rồi hả? Nhớ xin mô tô khu vấn đề lọt thần, chết lọt thần, lọt thần hả tê à? Em bà bảo là nhớ đi mà chơi với mô tô khu vấn đề của lọt thần hả tê à? Em bà bảo là có lấy thì tầm giờ này thì chắc là anh Hờ cũng về đến đâu đó ở dưới này ấy. Sẽ lấy cái này gọi sẽ là em có thấy thương không? Ơ chị hú, thế nào thì cho lọt thần hả tê? Hú kiểu như là hú, đúng chân đối chân. Em bà cũng bảo là mỗi một lần thì gọi xong là một lúc lại gọi, có khi lại về đến ở chỗ nào đó lại cầm mang nước đi để đón nó về ấy. Mang nước đi đón cửa. Vâng. Ồ, to thế. Thôi. Áp vào tao rồi. Gọi xong vậy. Cứ để em Hờ khắc về. À. Bây giờ gọi anh lại cứ tưởng là có việc gì. Đúng. Anh này quy về. Như gì thì anh khắc về mà. Thôi thì Nhưng mà gọi như thế xong phải chú ý lắng nghe nữa, có khi anh Hờ đáp lại. Tao nhớ anh chị mà ý nhá. Cứ là gọi không nghe anh Hờ, có khi anh Hờ đã bảo lại bảo là ô ở đây này. Lại không nghe thấy. Kéo lại đang ở dưới nhà rồi cũng lên. Cũng đi thôi. Vâng. Xem mà nấu cơm cho anh Hờ đi nhá. Ôm mỏ. Xin chào. Hân thổ hân đó. Ôi giời ơi, nóng thế này, nóng này cóng con này con nóng lắm. Sao mới cho mình play hả? Con vừa nãy anh mình vào là vừa mới ngủ dậy. Mới ngủ dậy á? Nên là chắc vẫn còn. Xin chào nhá. Nên nhá hò. Đúng là hò. Anh Hờ về thì bảo hôm nay anh em vào có cái phần quà của cô chú Vân ở bên Mỹ gửi tặng gia đình nhá. Thật thì tôi hát lòng bài tiền ý là tôi xin chào Vân nhớ mì cà mốt tô đi hò. Ô liều. Đây này, cái ngô lấy về ăn đây này. Không có con bò phí thế nhỉ? Khăn này chúng tôi nhau nọ. Không có đúng rồi, không có con bò con gì con ăn bò. Cây ngô nó là phí quá. Vâng. Nó nhanh đấy hả? Anh em mình cũng đi thôi, anh em lại tiếp tục leo dốc thôi. Leo dốc thả đấn. Nắng quá nhỉ. Vào tầm trưa nắng lắm các bác ạ. Thời tiết ở trên vùng cao này mấy ngày hôm nay là nắng gắt luôn. Đó. Cũng rất là vui, những cái phần quà rất là thiết thực ý nghĩa đến với gia đình của cô chú Vân các bác nhé. Hai anh em đã vào đây để trao cho gia đình rồi. Có lẽ là Xuân Thiệu và em rể cũng dừng cái nội dung của mình hôm nay ở đây thôi. Xin chào và lại có cô bác ở những video lần sau. Xin chào.